hiểm chết người. Ông không tiêu thì mình
ta dễ ạ. Ta là ta đệ nhất vùng này mà. Vâng, em đến đây để xin chị lão thức thần để biết được dê mẹ ăn thịt dê con nó dễ dàng hơn nè. Dễ dàng à? Tốt thôi, nhưng mà ấy, nhưng mà ấy. Chị ấy nói lên, ước ào, khát ào. Em sẽ hậu tạ chị, không nà. Ta ước có một nhan sắc đẹp nhất trên thế gian này. Nhất là ta sẽ có một làn da, một làn da tuyệt diệu không ai sánh bằng. Đó là ước ao, đó là khát khao một đời phù thủy của ta. Mình nhạc tao lên thế đấy. Nghiêng ngả đấy.